Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể sẽ vào chỗ của Tất Thành Cang. Nhân sự thành phố Hồ Chí Minh là điều mà giới quan sát quan tâm nhiều nhất vì nó liên quan đến vấn đề sắp xếp lại những vây cánh của Lê Thanh Hải. Trần Lưu Quang đã bị chuyển đi, chiếc ghế trống còn lại là chiếc ghế mà nhiều cá nhân đang tranh giành dữ dội. Nguyễn Văn Thể, 54 tuổi, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Tính từ ngày 26 tháng 10 năm 2017 đến nay, cũng giống như bao ủy viên Trung ương Đảng khác, ông Thể là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Đinh La Thăng giai đoạn 2013-2015. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13, từng là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2017 trước khi trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông cũng kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể. Cùng với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Văn Thể đã gây ra rất nhiều tai tiếng trong phần trách nhiệm của ông. Điều đáng nói là ông Thể có hành động bảo vệ những sai trái của các bốt bẩn. Mà ai cũng biết doanh nghiệp bốt hầu hết là doanh nghiệp sân sau của các sếp lớn. Một con người bảo vệ những doanh nghiệp sân sau và giờ đây bất chấp tai tiếng, ông vẫn tiến thân rất vững chắc. Thì điều đó cũng có nghĩa là thế lực đỡ đầu cho ông Nguyễn Văn Thể rất hùng mạnh. Nguyễn Văn Thể từng làm bí thư tỉnh Sóc Trăng, tức là ông đã được bổ nhiệm về địa phương, nên rất có thể ông ta sẽ được cơ cấu lên cao hơn nữa trong sự nghiệp chính trị trong thời gian tới. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Thể chỉ mới có 54 tuổi, 5 năm nữa là 59 tuổi. Ông vẫn còn đủ tuổi để được cơ cấu vào Bộ Chính trị nếu không dính phốt tiếp. Tuy là người dưới quyền của ông Đinh La Thăng, nhưng gần như Nguyễn Văn Thể là hàng gài, chứ không phải là người của phe ông Đinh La Thăng. Đó là điều đã giúp cho Nguyễn Văn Thể không bị truy tố chung với ông Đinh La Thăng, và ông Nguyễn Phú Trọng đã bỏ qua điều này. Nguyễn Văn Thể bàn tay bẩn như thế nào? Con người Nguyễn Văn Thể đã dính rất chặt với các bốt bẩn. Ông Thể đã bào chè cho những doanh nghiệp bốt bẩn. Điều đặc biệt là Bộ Công an luôn túc trực tại các bốt bẩn để xử lý những người dân nào dám đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Với hành động như vậy thì cho thấy quyền lực của Nguyễn Văn Thể là rất lớn. Thành tích của ông Nguyễn Văn Thể thì vô cùng yếu kém, nhưng những bê bối thì lại rất nhiều. Cũng vì đấu tranh chống bốt bẩn mà Nguyễn Mạnh Quỳnh Phong, Hà Văn Nam, Lê Văn Khiên, Nguyễn Tất Quân, Vũ Văn Hà, Ngô Quang Hùng, Trần Quang Hải và rất nhiều người khác đã bị công an bắt và truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Không những ngành công an bảo vệ các bốt bẩn mà cả ngành tòa án cũng đang hùa theo. Nếu Bộ Giao thông Vận tải tôn trọng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và thực hiện yêu cầu công khai, minh bạch, hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam đã quy định và thực thi cam kết kiến tạo như chính phủ vẫn thường lặp đi lặp lại trong vài năm gần đây, thì có vụ án gây rối trật tự công cộng nữa hay không? Đây là hình ảnh vì bàn tay đen đúa của Nguyễn Văn Thể mà những người chống bốt bẩn như Hà Văn Nam đã phải vào tù. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Văn Thể lộng hành được đến như vậy. Thực tế, Nguyễn Văn Thể là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không thì ông Thể đã bị truy tố cùng với ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường trong vụ án út chọc từ lâu rồi. Việc ông Nguyễn Văn Thể mạnh tay với người dân trong vụ bốt bẩn cho thấy sự ngang ngược của ông Thể. Đặc điểm này của ông Nguyễn Phú Trọng rất cần những con người mẫn cán bất chấp pháp luật để làm mọi việc cho đảng như ông Thể. Cần ông Thể để làm cương quyết với thành phần nào mà Nguyễn Phú Trọng không ưa. Tuy nhiên, vụ bốt bẩn là việc của Nguyễn Văn Thể ra tay với người dân thấp cổ bé họng, chứ chưa phải là ra tay với quan chức nào cả. Việc dùng ông Nguyễn Văn Thể vào việc đấu đá nội bộ không biết hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, với lòng tin cậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn dùng Nguyễn Văn Thể như là một công cụ như Trần Lưu Quang chẳng hạn. Và dư luận cho rằng phải chăng Nguyễn Văn Thể sẽ ngồi vào chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là một vị trí rất có quyền lực. Vị trí đứng thứ nhì của thành phố. Nếu ngồi vào chiếc ghế này thì cơ hội vào Bộ Chính trị cũng rất cao. Ông Võ Văn Thưởng đã từng đưa từ Quảng Ngãi về nắm chiếc ghế này cách đây khá lâu và ông ta đã được cơ cấu vào Bộ Chính trị sau đó.
Tuy nhiên, kể từ khi ông Tất Thành Cang lên thay Võ Văn Thưởng cho thấy chiếc ghế này không bền. Không biết ông Nguyễn Văn Thể nếu có ngồi vào chiếc ghế này thì ông ta sẽ tiến lên được vị trí cao hơn nữa hay không? Ông Trần Lưu Quang đã làm rất đúng ý của Nguyễn Phú Trọng và cũng tới lúc thuyên chuyển Trần Lưu Quang để chuẩn bị cơ cấu lên vị trí cao hơn. Và cũng rất có thể nhiệm kỳ sau ông Trần Lưu Quang sẽ vào chính phủ với chức phó thủ tướng hoặc được cơ cấu vào Bộ Chính trị để nắm một chức vụ nào đó quan trọng. Ông Trần Lưu Quang đã qua được giai đoạn thử thách, còn ông Nguyễn Văn Thể hiện đang cần phải vượt qua giai đoạn thử thách mới được cơ cấu cao hơn nữa. Cũng phải nói rằng, chiến dịch đánh Lê Thanh Hải của ông Nguyễn Phú Trọng đang được chuẩn bị rất kỹ. Không biết thành công hay không, nhưng những bước đi của ông Trọng cho thấy ông ta rất chu đáo tính toán từng bước một. Bắt Lê Thanh Hải hoàn toàn khác bắt Tất Thành Cang. Tất Thành Cang chỉ là đệ tử, là một mắt xích của mối quan hệ chằng chịt mà Lê Thanh Hải đã tạo dựng. Điều cần thiết đối với ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ là dọn sạch thế lực có liên quan đến Lê Thanh Hải trong bộ máy chính quyền tại thành phố này. Cũng có thông tin rò rỉ cho biết Nguyễn Thành Phong sẽ bị chuyển đi nơi khác và ông Nguyễn Phú Trọng sắp đưa về một chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là người ngoại tỉnh để tìm cách hóa giải vây cánh của Lê Thanh Hải đã găm rất chặt ở thành phố này từ trước đến nay. Vị trí của Tất Thành Cang cũng được cho ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giao cho Nguyễn Văn Thể. Khả năng này cũng rất cao. Vị trí này, ông Nguyễn Phú Trọng muốn thử thách Nguyễn Văn Thể hơn là muốn dùng Thể để xử lý thế lực Lê Thanh Hải. Thế lực Lê Thanh Hải đã có Nguyễn Văn Nên lo rồi. Đây là hình ảnh có thông tin cho rằng vị trí của Trần Lưu Quang sẽ được thay bởi Nguyễn Văn Thể. Đây cũng là cơ hội để Nguyễn Văn Thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, từ khi ông Nguyễn Văn Thể lên nắm Bộ Giao thông Vận tải cho thấy năng lực của ông Thể không được đánh giá cao. Có người lại cho rằng số phận ông Nguyễn Văn Thể sẽ không khác mấy số phận của ông Trương Quang Nghĩa. Ông Trương Quang Nghĩa được thuyên chuyển từ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về thay cho Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Để rồi cuối cùng ông Trương Quang Nghĩa cũng rút về vườn mà không thể tiến lên thêm được nữa. Ông Trương Quang Nghĩa ngồi với chiếc ghế Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng không làm gì nổi. Đó là điều mà dường như đây là điểm trừ và ông Nghĩa đã phải rút lui trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 của đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng Nguyễn Văn Thể với ý đồ gì là câu hỏi được đặt ra. Nếu như Nguyễn Văn Thể về nắm vị trí phó bí thư thường trực thành phố, ông Nguyễn Thành Phong sẽ bị đưa ra ngoài Hà Nội giam lỏng và đưa một người ngoại tỉnh về thay thế thì xem như ba vị trí quyền lực nhất thành phố đã bị thay bằng người ngoại tỉnh. Đây là bước chuẩn bị để Nguyễn Phú Trọng tiến hành nhiều kế hoạch quy mô sau đó. Với nhiệm kỳ thứ 3, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải đưa được Lê Thanh Hải vào lò, chứ không thể để ông này nhởn nhơ cho được. Cho đến bây giờ, giới quan sát chính trị không đánh giá cao cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng chỉ đưa được một ủy viên Bộ Chính trị vào lò, còn lại rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị khác tội rất lớn, thì dường như ông Nguyễn Phú Trọng đang bất lực. Khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 3, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn nắm quyền lực nữa, nhưng nếu ông vẫn chưa được thỏa ý đó là đưa được những ủy viên Bộ Chính trị nào nữa vào lò thì xem như ông tiếp tục thất bại. Đây là hình ảnh không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giao nhiệm vụ gì cho Nguyễn Văn Thể. Bí thư thành phố là người của ông, phó bí thư thường trực cũng là người của ông và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là người của ông Trọng, nhưng cuối cùng ông không đưa được Lê Thanh Hải vào tù thì xem như kế hoạch lớn từ trước đến nay dày công sắp xếp đã phá sản. Với Lê Thanh Hải mà Nguyễn Phú Trọng không làm gì được, thì với Nguyễn Tân Dũng, Hoàng Trung Hải thì chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ càng bất lực hơn. Nếu đưa ông Nguyễn Văn Thể về ngồi vào chiếc ghế của Tất Thành Cang trước đây, thì hãy chờ xem Nguyễn Văn Thể sẽ làm được điều gì với thế lực Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 5 năm 2021 với bản tin Nguyễn Văn Thể sẽ vào chỗ của Tất Thành Cang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d